Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò muốn chia sẻ cho các bạn những cây đa châu Thái lá mít xếp. Tất cả những cây này chúng ta trồng thì đến Tết 2024 tới là các em sẽ cho ra bông. Một trong những dòng lan mà rất được nhiều người yêu thích. Em có tên là Ngọc Điểm, hay có nơi gọi là Nghinh Xuân, và cũng có nơi gọi em ấy là Đai Châu. Nhưng mà chung quy lại em cũng chỉ là một cái tên, một dòng lan mà thôi. Đây là những cây đai châu Thái lá mít xếp. Cây được 4 cặp lá, chúng ta trồng đến Tết sẽ cho ra bông. Màu sắc thì có rất là nhiều kiểu màu sắc khác nhau. Đai châu Thái có rất là nhiều. Cổ lá đậm thì sẽ sổ ra màu đậm, cổ lá nhạt sẽ sổ ra màu nhạt. Đây, cổ lá đậm này, cổ lá chấm li ti này, màu hồng này. Màu sắc thì là đai châu có rất là nhiều, chúng ta không thể dựa vào kiểu lá vào rễ đoán được màu sắc đâu các bạn nhé. Rất là nhiều màu sắc khác nhau không đoán được. Bên mình sẽ cố lựa cho các bạn màu sắc dựa theo kiểu lá, nhưng mà mình không có nói là nào chuẩn màu sắc, mình chỉ lựa kiểu lá khác nhau sẽ sổ ra màu sắc khác nhau. Vậy thì kiểu lá nó như thế nào? Ví dụ như cây này là cổ lá rất là đậm nè, em sẽ ra sổ màu đậm. Em này cổ lá xanh sạch sẽ sổ ra màu nhạt. Em này cổ lá chấm li ti đen thì sẽ sổ ra màu đậm các bạn nhé. Đây là mình sẽ lựa đây này, cổ lá đậm này, cổ lá xanh sạch, cổ lá chấm li ti này, cổ lá hơi ửng hồng chút xíu này, và em này là cổ lá chấm li ti đen này. Đó, 5 cây, 5 kiểu lá, 5 kiểu màu khác nhau. Hiện tại bên mình đang bán với giá một cây đai châu này là giá 135.000 một chậu. Các bạn mà mua 5 cây sẽ lựa được cho các bạn 5 kiểu lá, nó tương ứng với 5 màu khác nhau, là giá 675.000 được miễn tiền ship. Còn nếu các bạn mà mua 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu thì là phí ship là 40.000. Nhận hàng này thanh toán tiền giúp mình, kiểm tra hàng thật là kỹ. Mình sẽ bảo hành cho các bạn là cây là không có bị lỗi lá gì cả. Cây không bị lỗi lá gì cả. Cây ít nhất là phải được 4 cặp lá trở lên. Chúng ta trồng từ bây giờ cho đến Tết, các em sẽ thêm một cặp lá nữa là 5 cặp lá. Thì các em sẽ sổ bông vào đúng vào dịp Tết 2024. Hương rất là thơm, chơi bông được khoảng 15 ngày đổ lại. Một năm này em chỉ ra bông đúng một lần vào dịp Tết mà thôi, nên vì vậy mà em có một cái tên, đó chính là tên Nghinh Xuân, là vì vậy. Kiểu này là kiểu lá mít xếp, các bạn lưu ký giúp mình nhé. Đai châu là mắc tiền hay là ít tiền là dựa theo kiểu lá. Cũng là sai lá 4 cặp lá như thế này, nhưng mà cây lá xếp hoặc là cây lá lướt, lá dài, lá chỉ thiên thì giá nó sẽ khác đi rất là nhiều. Hơn nhau là ở kiểu lá. Và khi nhận hàng ấy các bạn lưu ký giúp mình, đó chính là các bạn mang cây thước ra các bạn đo giúp mình. Có thể là mình quay video góc này cây sẽ to. Các bạn mang cây thước đó các bạn đo giúp mình nhé. Cây thước là cái cán cân công lý. Cây nào bực được 4 cặp lá trở lên và bản lá rộng 4cm nhé. Bản lá rộng là 4cm này, lá mít xếp này. Và khoảng cách giữa đầu lá bên này đến đầu lá bên này là các em rơi khoảng độ từ 25-30cm. Em này được 26cm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 cặp lá. Cây 4 cặp lá, bản lá rộng 4cm, khoảng cách đầu lá bên này đến đầu lá bên này là từ 25-30cm. Đây này, cây này được 28cm này, đó. Và cũng là bản lá rộng là 4cm này. Đó. Thường thường mình sẽ cố lựa cho các bạn là những cây có đầu rễ xanh như này để chúng ta trồng dễ dàng hơn. Còn đối về cái cách trồng á, thì nhiều người hỏi là có nên bóc tách cái chậu này ra không? Thì mình xin thưa là không được bóc tách, các bạn để nguyên cái cây này. Các bạn đặt vào trong cái chậu đất lung, các bạn chèn cho mình vài miếng than thì rễ nó sẽ bám vào cái miếng than này rất là tốt. Tuyệt đối là không được bóc cái chậu đen của mình ra. Lưu ký cho mình nhé, tuyệt đối không được bóc tách cái chậu đen, để nguyên vậy, chèn than vào là xong. 2-3 năm nữa thì rễ nó sẽ bám tùm lum hết cái chậu này, chúng ta sẽ không còn nhìn thấy cái chậu cũ nữa. Cho dù là các bạn bận rộn mấy đi chăng nữa thì buổi sáng các bạn lưu ký giúp mình là các bạn phải tưới nước vào gốc giúp mình. Dòng này là cực kỳ là ưa ẩm nên vì vậy các bạn tưới thật là đẫm giúp mình nhé. Buổi chiều thì có thể là không tưới, bận thì không thể tưới, nhưng mà buổi sáng nguyên tắc bất di bất dịch là phải tưới vào gốc giúp mình. Hạn chế tưới lên lá. Mình nói nhé,
hạn chế tưới lên lá, bởi vì tưới lên lá nước nó độc trên cái đọt lá này nó xin lỗi các bạn, thì là cây rất là dễ bị thối đọt, nên vì vậy mà mình nói là tưới hạn chế là vì vậy. Chúng ta là người mới chơi thì chúng ta ăn chắc mặc bền là đừng tưới lên lá, tập trung tưới dưới gốc của mình. Rồi thì cây nó sẽ phát triển nó ra dễ mà thôi, không có sao cả. Nước đã, dòng này nó cái dòng rất là ưa ẩm, và quan trọng nhất là nhà các bạn có nắng nữa. Có nắng thì cây nó sẽ rất là khỏe mạnh. Cây bốn cặp lá, lá mít xếp, lá đẹp, dễ đẹp. Dòng này là được trồng tại Việt Nam từ lúc nhỏ, năm nay là năm thứ 3 rồi và bắt đầu xuất hàng cho các bạn. Là những cây thường thường sẽ có đầu dễ xanh như thế này. Mình xin nhắc lại là 70% nhé. Ví dụ như là có 10 cây thì khoảng độ 7 cây sẽ có đầu dễ xanh như thế này, không phải là 100%. Ví dụ như cây này nó chưa có đầu rễ xanh này, nhưng nó rất là chắc chắn. Màu sắc thì có 8-9 màu khác nhau, 8-9 màu khác nhau. Nhưng mà mình sẽ cố lựa cho các bạn chỉ màu khác nhau thôi. Những màu cơ bản của cây đai châu như là cây màu trắng, màu đỏ, màu đốm, màu bò sữa, màu cam, màu vàng, hồng sắc pháo, đỏ sắc pháo, hồng cánh sen, rất là nhiều, tùm lum tùm lưa. Nhưng mà bên mình hứa là chỉ có lựa cho các bạn kiểu lá khác nhau thôi. Cổ đậm này, cổ nhạt nè. Đó. Ví dụ như trường hợp như cây này chẳng hạn này, các em cũng được là 4 cặp lá này các bạn này. Cây được 4 cặp lá, em đang nhú ngồng này. Cái ngồng này là cái ngồng trái mùa rồi, thường thường các em chỉ lở vào dịp Tết hoặc là sau Tết một thời gian. Chứ ngồng mà như thế này là lở là vào hè rồi. Là ngồng này là em này là lở là lở trái mùa rồi. Các bạn cứ yên tâm, tất cả những cây này là các bạn trồng từ bây giờ. Các bạn cứ yên tâm, dòng này là cái dòng rất là dễ trồng, các em rất là khỏe, các em khỏe như trâu. Nên nhiều lúc mình hay gọi là bảo là em tên là đai trâu nên khỏe như trâu, rất là dễ trồng. Cây là 4 cặp lá trở lên, lá mít xếp, nhiều cây rất là đẹp, các bạn trồng thì Tết sẽ cho ra bông. Sẽ cố lựa cho các bạn nhiều cây đầu dễ xanh như thế này nhé. Các bạn nhận hàng thì cứ kiểm tra hàng thật là kỹ giúp mình. Nếu mà đẹp thì thanh toán cho shipper. Còn nếu mà trong quá trình vận chuyển nó bị gãy lá, bị dập lá, bị thối thì hãy gọi điện cho mình để bên mình sẽ hoàn tiền lại cho các bạn. Mình sẽ chuyển tiền qua bên Zalo, các bạn cứ cho mình số tài khoản, mình sẽ chuyển tiền lại. Cây rất là đẹp. Là mít xếp chỉ có giá là 135.000 mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.